Con trai út Nguyễn Tấn Dũng bật vô âm tín trước đại hội 13. Một giả thuyết về sự biến mất bí ẩn này có phải là đã tẩu tán tài sản và trốn đi nước ngoài như lời đồn, hay đang chuẩn bị lực lượng cho một cuộc phản công lớn nhằm giành lấy quyền lực cho ba mình như những gì mà chúng ta sẽ chứng kiến? Nguyễn Minh Triết đang có một dấu hiệu cho thấy sẽ có nguy cơ bị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho vào lò nếu không cẩn thận. Là con trai út chính thức của Nguyễn Tấn Dũng, phải gọi Nguyễn Minh Triết là con trai út chính thức vì ông Dũng cũng đã từng chuyền trà với vài người khác là những diễn viên nổi tiếng, nên có thêm mấy đứa ngoại giá thú. Triết trong gia đình được cưng chiều và dành nhiều sự ưu ái từ bố mẹ. Cậu được gửi đi học ở nước ngoài để sớm về nước hòng kế tục cho bố mình. Đời không phải phẳng lặng nên có những thăng trầm, nhưng ở cái tuổi còn quá trẻ của cậu ta mà đã leo lên được những vị trí béo bở thì quả không phải là đơn giản. Thời gian sau này, người ta không còn thấy xuất hiện bóng dáng của Nguyễn Minh Triết trên truyền thông nữa. Ngày trước, gần như tháng nào chẳng có bài về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và những người như Triết lại có cơ hội nội đình nội đám trên báo chí, lần nói vài thứ tào lao bí đao vớ va vớ vẩn. Mỗi khi lên báo, các nhà báo, các tiệm báo lại gửi về cho nhà này vài số báo để đọc và lưu trữ. Tuy nhiên, từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hạ bệ được bố già Nguyễn Tấn Dũng thì mọi thứ không còn hanh thông như trước nữa. Minh Triết cũng bị chung số phận khi mới đây có nguồn tin gã sẽ bị đẩy ra khỏi Trung ương Đoàn. Sự im lặng trong thời gian qua là để bàn mưu tính kế, tìm phương thức để có thể tồn tại và trụ vững ở nơi mà nay bố của mình không còn nhiều quyền lực như xưa. Ngay sau khi nắm được hai chức danh đứng đầu là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, thì ông Trọng tỏ ra bất nhẫn và quyết tâm trong việc bấn cho bằng được những phần tử cai cắm của Nguyễn Tấn Dũng. Và dĩ nhiên hai cái đích nhắm tới là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết. Cho nên bài toán căn cơ của Nguyễn Minh Triết hiện nay là im hơi lặng sâu, tranh thủ cố tạo ra vài sự kiện và lập vài công trạng, nhưng phải luôn kín đáo và tránh mặt báo chí vì sợ ghen ăn tức ở hoặc tạo cơ hội cho đội bạn phản công. Nguyễn Minh Triết tuy tuổi chưa lớn nhưng lại là người lão luyện trong chính trường. Triết hiểu cần phải làm gì để có thể tồn tại trong mảnh đất ít người nhiều ma này. Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988, là con trai út của Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng. Nguyễn Minh Triết được cấp tiền ngân sách để sang Anh du học, du hí và tốt nghiệp đại học bằng cấp thạc sĩ tại Anh Quốc cuối tháng 6 năm 2014, khi đang là phó ban thanh niên trường Trung học Đoàn, giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển về sinh viên Việt Nam. Nguyễn Minh Triết được ban bí thư Trung ương Đoàn cử về làm phó bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017. Cuối năm đó, Triết được Trung ương Đảng chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ từ 2010-2015. Ngày mới nhận chức danh bí thư tỉnh Bình Định, khi được báo chí hỏi liệu gia đình có truyền thống lãnh đạo, bố là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông có bị ảnh hưởng như thế nào? Nguyễn Minh Triết đã trả lời rằng: "Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước và yêu cách mạng. Ông nội tôi hy sinh năm 1969 khi là thường vụ tỉnh ủy, chính trị viên tỉnh đồi Rạch Giá, nay là tỉnh Kiên Giang. Ông ngoại hy sinh năm 1972 khi là huyện ủy viên, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang, do trực thăng bị bắn. Còn ba tôi tham gia quân giải phóng miền Nam khi mới 12 tuổi.
Ông trực tiếp chiến đấu và 4 lần bị thương, hiện 3 là thương binh 2/4. Với truyền thống đó, tôi luôn ghi nhớ rèn luyện và cống hiến trong công tác của mình, sao cho xứng đáng với các lớp cha anh đi trước đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống gia đình và xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh lại yếu tố gia đình và với cái gọi là truyền thống đó, cũng đủ để thấy rằng Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong việc cấy vào đầu con mình khao khát và tham vọng quyền lực. Thế nên, từ nhỏ Nguyễn Minh Triết đã được bố trí vào những vị trí béo bở, và rồi khi lớn lên, dù học không thực sự giỏi, nhưng ông lại được đi sang Anh Quốc để qua đó đào tạo bằng tiền ngân sách, và đồng thời cũng để mở mang kiến thức và kỹ năng. Nguyễn Minh Triết đã được làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định, một trong những người trẻ nhất từ trước đến nay. Mà trước đó, ông cho rằng ước mơ của ông là khác. Nhưng vì thời cuộc thay đổi và vì những giấc mơ cũng như khao khát của bố mẹ mà ông theo đuổi nghiệp chính trị. Báo chí lúc ông mới lên làm Bí thư tỉnh Bình Định hỏi ước mơ nghề nghiệp của ông khi còn nhỏ là gì, thì Nguyễn Minh Triết đã trả lời nguyên văn: "Tôi không nhớ rõ vào độ tuổi nào mình bắt đầu đam mê với kỹ thuật, máy móc, khoa học và những công nghệ mới. Nhưng khi tôi bắt đầu ý thức được thì bản thân đã tò mò, thích thú với môn học này. Chính vì thế, khi đi học tôi chú trọng đến những môn liên quan đến kỹ thuật, khoa học cơ bản và đam mê đó theo mình suốt thời gian học tập. Đó cũng là lý do tôi chọn ngành kỹ thuật hàng không chế tạo tại Đại học Brunei Anh Quốc và lấy bằng thạc sĩ ngành học này vào tháng 9 năm 2011. Cho đến nay, khi đảm nhận công tác đoàn, tôi vẫn dành thời gian thực hiện đam mê của mình thông qua việc cập nhật kiến thức mới liên quan đến kỹ thuật động cơ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác, những lúc rảnh tôi thích chơi thể thao, tìm hiểu, khám phá và đặc biệt thích tìm đến những bài thơ nổi tiếng để chiêm nghiệm." Báo chí cũng hỏi: "7 năm học ở nước ngoài với chuyên ngành kỹ thuật, vì sao ông quyết định về nước để hoạt động đoàn?" Ông Triết nói: "Ai cũng có ước mơ là thích ngành nào thì sẽ cống hiến lĩnh vực ngành mình theo học. Cá nhân tôi cũng thế. Tuy nhiên, phải nói công tác đoàn đến với tôi như một cơ duyên. Thời gian học tập tại Anh Quốc, tôi có cơ hội tham gia vào Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh. Khi đó tôi có nhiều cơ hội thử sức và nhận thấy bản thân có năng khiếu công tác đoàn hội. Thế nên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi chọn về nước làm công tác đoàn. Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định, tôi từng làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh. Về nước tôi nhận công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Sinh viên Việt Nam, tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học tỉnh và Trung ương Đoàn. Tôi nhận được sự hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm của các lớp cán bộ đoàn đi trước, kiến thức có được từ những cách làm hay, ý tưởng mới. Khi công tác ở Trung ương Đoàn, có thời gian làm quen với nhiều người trẻ nên khi tiếp nhận công tác về Bình Định, cơ bản tôi không gặp quá nhiều khó khăn." Những lời tâm sự của ông Nguyễn Minh Triết trên báo chí cho chúng ta nhận thấy vài khía cạnh, chẳng hạn như việc ông học một chuyên ngành khác, nhưng rồi sau đó lại được bố trí để làm một việc khác. Xin được nhắc lại từ là bố trí vào công tác đoàn và nhận công tác. Tức là ông đã được cơ cấu, được sắp xếp, chứ không phải vì năng lực hoặc vì lựa chọn của chính bản thân ông. Cho dù ông có viện cớ là từ trước đã thích công tác đoàn, nhưng thích với việc thực tế là đã dành ra 7 năm để học một chuyên ngành khác, rồi sau đó về nước ôm lấy một vị trí lãnh đạo, thì ai mà chẳng nỡ bỏ đi cái nghề của mình. Và cũng như nhiều cách thức của những kẻ muốn lên làm lãnh đạo, họ tạo vẽ ra cho mình một hình tượng rất đẹp,
Nào là học một chuyên ngành về kỹ thuật nhưng lại thích văn chương nghệ thuật, thích đọc những bài thơ nổi tiếng để chiêm nghiệm, thích chơi thể thao, tìm hiểu, khám phá. Và cũng đồng thời nói mình luôn không ngừng nghỉ trong việc học tập. Đó là những cách thức mà ông Triết dùng để lấy lòng những kẻ khác. Triết sinh năm 1988, từng là học sinh chuyên lý trường, học A-level ở Michael College năm 2006, bắt đầu học tập tại Đại học Queen Mary cho tới 2009. Sau 7 năm tu nghiệp ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo máy, Nguyễn Minh Triết được cấp bằng thạc sĩ kỹ thuật động cơ siêu thanh. Nguyễn Minh Triết được Đại học Queen Mary cấp học bổng, học tiếp tiến sĩ làm giảng viên, cùng những cơ hội công việc hấp dẫn khác. Nhưng đây là một học bổng được tài trợ từ phía Việt Nam. Năm 2012, Nguyễn Minh Triết được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017. Ngày 1 tháng 3 năm 2014, Nguyễn Minh Triết được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, tiếp tục được Ban Bí thư Trung ương Đoàn điều động giữ chức Phó trưởng Ban Thanh niên Trường Trung học Đoàn. Ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại Bình Định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố quyết định cử ông Nguyễn Minh Triết về làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017. Năm 2014, ngày 22 tháng 11, ông Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định. Tháng 12 năm 2014, Nguyễn Minh Triết tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Nguyễn Minh Triết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 19 nhiệm kỳ 2015-2020. Như vậy là chỉ trong khoảng từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 11 năm 2014, ông Triết đã leo lên chức bí thư và là một trong những người trẻ nhất được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ của một tỉnh. Nhìn lại lịch sử như thế để thấy cung cách mà Nguyễn Tấn Dũng cơ cấu đứa con này cũng là một cách thức để ông lấy lại và giữ quyền lực cho riêng mình. Nhưng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không phải là người ngu. Ông này sẽ có những cách thức phù hợp để giúp Nguyễn Minh Triết không còn có thể có cơ hội được nổ trên các phương tiện truyền thông một cách khiêm tốn giả tạo. Sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo để có thể cập nhật những thông tin mới nhất. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi.